tầng. Nhảy ngược lại cái đó anh. Ờ, nghe tiếng rồi, đừng muộn rồi. Máy xong rồi đây, Cairo, máy xong, hai máy xong rồi đấy. Mở được ta luôn rồi. Không, nó đang chờ mèo quá. Đấm thật là... Rồi, thì đánh phát là lên này. Thôi, chơi xin lời bóng bóng nha. Cái đậu xanh đâu muốn. Rồi, phá bóng luôn rồi em ạ. Tao ghét mày nha. Làm gì vậy? Bỏ luôn. Làm gì vậy? Thế lên không? Làm gì vậy? Có đang diễn show mà, lên là chết, show đấy chịu đó thôi. Làm gì đấy? Wow, đồ flash ảnh rinh 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 rinh. Chị đánh, đố chị vậy, chị trước. Làm gì đấy? Trước em chết chưa vậy? Ai trước, ai trước? Chị chưa, tê lê rồi. Thôi chúc chị may mắn nha. Cuộc sống mà. Cuộc sống mà, cuộc sống mà chị. Mày có người hy sinh, cuộc sống mà phải có người hy sinh. Nó mất phép rồi mà, em sợ à. Đó. Em sợ à, sợ. Sao mày giết tao? Mày thì em tội mày cay không dùng tội mày. Bây giờ thì ai cứu mày? Không ai cứu mày cả, thấy chưa? Mày thấy Ryan ra tệ chưa? Ui mẹ ơi, 12 giờ còn dính mèo. Em, kéo. Em tự cứu bản thân em được. Rồi, thế thả nó cứu luôn. Chị ơi, em thấy hay sai con WC bơ cẩu chị ơi. Hay xô là người bơ cẩu chị ơi. Không sao, anh được con cổng rồi. Con tát này, con tát đi. Em được con cổng rồi. Không, được nó dí luôn ra con bồi rồi. Hay luôn. Tôi còn sao? Bây giờ bạn ra cổng bắt mình. Đợi hết mắt đỏ là... cứu được không? 50 giây đợi hết mắt đỏ. Không sao, em 10 giây rồi. Nó sách rồi. Bây giờ mình lên ghế đúng không? Trời ơi. Sao mày soi tao? Tao biết mày kiếm tao đẩy giờ. Lần 2 rồi, mới cứu nóng mà còn lần đầu. Cứu đi, cao bồi cứu đi. Tao lùa anh xô ra rồi. Cao bồi kéo luôn, cao bồi kéo luôn, kéo luôn, kéo luôn. Nó được thì kéo. Không được, nó kéo được, kéo cao bồi nắm được mà. Cao đầu ca con ấy rồi. Cao đầu cứu, cao đầu cứu. À không được, không được. Không, em không được gộp. Team nào chẳng cứu được, team nào chẳng ai cứu được. Team nào support mà đánh con tay nữa. Kéo đi, kéo đi, kéo đi. Ta cáo luôn. Thái xuống, thái xuống, thái xuống, thái xuống. Gục xuống được, cứu được. Chết rồi. Thôi thôi. Đấy. Thái luôn. Ôi. Vẫn còn chơi được nhá, vẫn còn chơi được. Chúng ta mẹ vừa làm chơi thôi. Nhanh ơi, đúng rồi. Mày bóc người đi, ừ. Để lại bóng cho tao, ừ. Đáng là anh. Nó làm gì vậy? Mày làm gì đấy? Ai nữa? Mày làm gì đấy? Không ơi. Mày làm gì? Hai. Vâng. Thời phó mày này. Ờ đây được vậy? Không. Anh ơi. Ủa anh làm cái gì đấy? Sao? Ê, nhầm người à? Ui nhầm người ạ, vãi trưởng. Nhầm người các bạn này. Ở sao quả đấy tôi thấy nó. Sương ơi. Một tháng hai thôi đi Sương. Mẹ chết, người này sống. Rồi, sương qua đây, không sao, sương qua đây, hãy để đéo lại. Rồi, sương kéo ra rồi, sương nằm rồi. Không sao, đâu. Chiêu rồi. Bạn đấy là hết chiêu, còn gậy nhưng mà hết chiêu thì vừa vụt ba cái ở trước đấy ra làm sao mà còn chiêu. Thế nãy giờ toàn gặp người Trung Quốc vậy. Thì mạng đang lag mà, bị lạc server nãy giờ mà. Nhưng mà chị có lag đâu. Đó là chị không lag chứ em ập lag nãy giờ. Lag nãy giờ không mình nói. Nhưng mà chị cũng vừa tắt đi vào lại game rồi đâu phải sao chị đúng không? Ừ. Cái này á. Được không? Đi xem mình thì sao? Cái đó. Thế mình thì sao? Còn mắt đi chơi với đâu sợ. Kìa chị đang đứng ở bên đầu còn lại thôi. Em đó không được. Không sao rồi đấy nhưng mà video bắt vào đó là bằng đời thì chị đang lại. Đâu. Thế nên thôi. Sợ chứ, nghe chị đang thì mỗi lần gặp bà đời đấu. Nó kéo một phát thẳng mặt luôn. Chứ
Ê, sợ rồi. Đồng đội, à, Piran không sợ thì đồng đội sợ rồi. Đèn thì bất ngờ đã úi được là vàng đèn. Nhưng mà con làm đèn vẫn đỡ sợ hơn con Opera. Nên chị gặp vui ra là chị hét. Tí nữa tâm sự không chị ra, em thấy chị có vấn đề gì đó. Hí hí hí. Chị ra, chắc tao cần. Không bị răng cho kia là được. Ủa con gì vậy? Biết đâu vậy? Ai mà biết được. Chắc nó giết giết luật sư thôi. Ô nó giết chị em. Đấy, thấy chưa? Chị quyết à? Chị ra nó không nghe gì luôn á thiệt. Mà ăn đê đi. Thì may đứng không đứng ở tạm đỏ. Nếu mà đứng ở nghĩ đây là do một cái thôi, không có đứng để sai luôn. Chị đang bảo ơi, thôi mà tao không nghe thằng Caro, tao không có tạm đỏ. Ôi nó có rào cửa. Thì ngay lúc chị ra bảo đấy, em nghe thấy tiếng rắn. Em vừa bảo ủa rắn. Nó có rào cửa rồi, cứu chị. Chết chị luôn rồi này. Cứu gì, Undead mà chị đi đổ bãi kiểu này chết rồi. Cua qua mấy cái tường á. Cứ đi lá qua mấy cái tường á. Thì ai chẳng biết. Đó. Nó có rào cửa nữa chứ mẹ nó. À, chị có thể ngăn xóa cái rào cửa bằng cách khi nó đang leo cửa sổ thì dần một sọ ấy. Nó không rào cửa được đâu. Vâng. Được luôn. Thôi, chị gạt nó nhảy cửa sổ luôn á. Cắm mắt à. Này chị có thể sai trò đấy được. Mình đứng đập máy chiếu quạt ra gì mà nó không lướt vô cho mình tiro ha. Chơi bơ xì để máy giữ map xong rồi game mà. Tại sao? Đó. Trời ơi, nó chơi bơ xí để máy giữ map xong rồi game. Chết. Chị chịu rồi. Thôi, thế là được rồi chị. Thế là được rồi. Không sao chị. Cái máy giữ map 99 luôn rồi. Ê, qua em. Ờ, trời. Nó vẫn được. Thôi, mày dẹp con bơ xí giùm tao cái. Có mắt không vậy? Có cắm mắt. Bên chị có mắt không? Có cắm mắt. Bò ra, bò đi. Bò rồi, bò ra rồi. Mắt nó cắm đâu vậy? Bên này, bên cửa sổ. Ô chị, giờ em ở đấy. Em bị soi. Thì sao? Như bị lỗ hay sao? Thì kệ. Mình bị dí thằng ngọt chứ. Nhưng mà con này, ôi dồi ôi. Con này thì cay bánh nào ngon? Bánh cũng chưa của em. Nhưng mà nó có đèo cửa sổ thì nó hơn xuống. Cho chị ra đấy chứ. Máy đâu hả? À, mày Nguyên nữa rồi. Đây là máy của em á. Máy em ở cổng sau. Để cho em ngủ luôn thì em tí tự dậy lên tập luôn. Ủa rồi sao mắc mớ mày không dí gì? Ừ, thề vậy. Dí chị á. Chị biết rồi, giờ sao? Tôi Dương thôi. Hợp vậy á, giờ chị sắp bị mất dạng rồi đó. Mà vấn đề là nó thấy mẹ luôn rồi, nó cần gì để coi á. Nó còn cầm mắt nữa mà. Tạm hình rồi đó. Nó còn cầm mắt mà, nó sợ gì? Tạm máy đây. Chị đang nói gục lần 2, ợp mới gục 1 lần. Thoải mái. Giờ nằm tới 99 máy cũng xong nữa. Ợp ơi, nghe điện đang ơi. Qua, đang qua. Gắn 500 unit mà chạy. Đấy, phải gắn đấy. Chịu rồi. Thôi em quay xe. Để em quay xe. Đó, ợp đang đứng ở cái bãi mạnh rồi đó. Thì đúng là vai này mạnh thật, nhưng vấn đề là nó cầm cả mắt còn rào cửa sổ nữa. Ừ, cầm mắt rồi còn rào cửa sổ. Ẩm ở đây cơm, luôn. Cơm bò hủy gì à? Có bò hủy diệt á, tính lại rồi. Mấy bao nhiêu rồi? Nó về đây luôn rồi. Tính ra cái nỗi sợ của em là y hệt anh luôn á. Ngoại nó cầm mắt còn rào cửa sổ. Ủa con thằng kia nó không hiu chị mà nó đi rửa mắt. Trong khi chị bò ra khỏi vùng mắt rồi, alo. Thôi bạn kệ mình đi. Hiu chị trước nữa, thôi đừng có hiu mình nữa. Kệ tao thôi. Khi nãy thì không hưu, giờ hưu làm gì nữa. Giờ để ê, bại. Chạy xe gì ra đây em, đừng có đứng ở gì ra. Không, em đang bị máy. Máy cái địa mà. Bởi vì anh và anh bị dí ở nghĩ địa gì. Để máy đi thôi, nó dí thằng kia tầng số 1 rồi. Máy nó không hưu thì dậy quả đấy nha, không là cút đấy. Chị có từ dậy mà. Chị còn từ dậy mà, nãy cái rồi chị mà. Bắt đầu dậy được rồi. Chị dí rồi dậy. Chị còn từ dậy mà sợ gì. Ừ, nó còn từ dậy mà, đập máy đi. Ờ, nó đi vòng quanh thế giới quẻ bu luôn rồi. Quên yêu Hunter về đây rồi. Không, đang dí ở thảm đỏ à. Thôi gỡ đi hai con mắt lượn im. Ốp, hai con mắt mà ốp. What the fuck, mày
Cũng tiếc hai đau khổ à? Đập hết rồi mà. Đập hết đi, nó lát đát sang cái một à. Xong. Lên. Ơi, bạn ơi, ê. Không, nó không có mở cổng chậm. Không mở cổng chậm. Ê, xong 12 cầm mắt mà, tiền làm gì?